lên xóa nghĩa thế Nguyễn Tư Nghĩa, truyền thông trên hệ thống loa xóa về dự án BRF Việt Nam về một giá trị về ngày hội y tế Việt Nam. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 6 tháng 12 tới đây sẽ có tổ chức ngày hội y tế về xóa nghĩa thế. Đây là sự kiện của khu hộ dự án năm cô phải nên sử dụng máy tính để truy cập truy nhập internet ở công cộng đội Việt Nam do quỹ Bill Melinda Gates đề trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ internet mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong các hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay có phương tiện thông tin để chúng ta còn phát triển, ta đó phát triển mạnh mẽ nhất về kể đến internet. Với trong ưu thế vượt trội internet từ ngày ra đời cho đến nay luôn đã có một vai trò quan trọng trên đời sống sau, tác động đến mọi mặt lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng internet sẽ giúp cho bà con tiếp cận rộng kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho việc hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mọi internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chế độ chính sách của nhà nước và phát triển nông thôn, nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi trồng trọt và có kiến tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, có thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các địa chỉ cung cấp giống và vật tư sản xuất. Internet còn là diễn đàn để nông dân trao đổi kinh nghiệm làm ăn với nhau, thậm chí là bóc